Trong hai ngày mùng 10 và 11 tháng 3 tại Hà Nội, khối bán lẻ Vietinbank đã tổ chức chương trình tri ân khách hàng dành riêng cho các khách hàng ưu tiên là phái đẹp với chủ đề sắc xuân. Chương trình đã mang lại cho các chị em phụ nữ những trải nghiệm đẳng cấp và các ưu đãi đặc biệt từ các đối tác nổi tiếng về thời trang, ẩm thực, làm đẹp. Dựa trên giá trị cốt lõi, khách hàng là trung tâm của mọi hoạt động, nhằm mang đến cho quý khách hàng những trải nghiệm về dịch vụ ngân hàng tiện ích và xứng tầm. Dịch vụ khách hàng ưu tiên Vietinbank đã ra đời với các nhóm đặc quyền ưu đãi vượt trội. Chương trình tri ân khách hàng sắc xuân được tổ chức nhằm cụ thể hóa đặc quyền của nhóm khách hàng ưu tiên, đồng thời mang đến những trải nghiệm đẳng cấp, ấn tượng cho khách hàng ưu tiên của Vietinbank. Tại chương trình, các khách hàng ưu tiên của Vietinbank đã được tham gia nhiều hoạt động như được các nghệ nhân cắm hoa của Metaphor trực tiếp hướng dẫn cắm bình hoa cho các dịp lễ Tết và được tặng bình hoa do chính tay mình cắm, được tư vấn làm đẹp tự nhiên với các phương pháp thẩm mỹ trị liệu, được hướng dẫn nghệ thuật bày bàn tiệc. Chương trình tri ân khách hàng ưu tiên với chủ đề sắc xuân đã thành công tốt đẹp, thể hiện sự trân trọng, thấu hiểu và đồng hành của Vietinbank với mọi mong muốn và nhu cầu của khách hàng. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.